Em xin trân trọng kính chào quý vị khán giả và các cô chú bác thân mến, cũng như các bạn thân mến. Hiện tại bây giờ là buổi sáng, hôm nay là sáng thứ tư đó các bạn. Hôm nay là ngày chính tây rồi. Sorry các bạn. Chưa uống nước, đang bị ho. Có người bình luận vào hỏi em có phải là bị viêm họng hay không. Thì em cũng không biết, em thấy ho hoài à. Nó lúc trước còn ho còn kinh khủng hơn, nhất là bữa tối đó các bạn, ngủ hay bị ho lắm. Không biết nó bị cái vấn đề gì mà không hết. Chắc có lẽ là cái này cái bệnh hàn, bị cảm hàn gì đó. Thì nó kéo dài thời gian hơn. Nói chuyện là nó ho à. Các bạn thấy không? Bây giờ em đang trên đường đi lên trên Los Angeles, lên phi trường Los đó các bạn. Thì rất là kẹt xe đó. Đó các bạn xem không, rất là kẹt xe, kẹt lắm đó, rất là kẹt. Mới có sáng sớm thôi nha các bạn mà đã kẹt xe như vậy rồi đó. Thì hôm nay thì em có một cái chủ đề muốn chia sẻ cho các bạn. Biết về cái vụ nhà cửa ở bên Mỹ, khi mà mình mua thì mình phải nên cẩn thận như thế nào. Tí nữa đây tới chỗ trên đó rồi đó, em sẽ đậu xe lại, em sẽ phân tích cho các bạn ha. Thì em chỉ quay sơ sơ cái cảnh ngoài đường vậy đó cho các bạn xem, là hiện tại rất là kẹt xe. Thì tí nữa em sẽ tới chỗ, em sẽ tiếp tục trò chuyện với lại quý vị khán giả nha, và các bạn thân mến nha. Thì sau khi gần một tiếng đồng hồ lái xe, em cũng với cuộc cũng lên tới đây. Hơi mệt, hơi đuối các bạn. Buổi sáng mà đi về hướng LA đó các bạn, rất là kẹt xe hơn là những cái ngày mà những cái bữa trưa mình đi. Bữa trưa mình đi á thì nó đỡ, buổi sáng đi mà đi xe, đi một mình mà không có ai trong xe đó, đi cái lane bình thường á, lên tới đây kẹt xe dữ lắm. Hôm nay em cũng không có cà phê, em chỉ có nước thôi nha các bạn. Mời quý vị miếng nha. Mấy bài đáp kìa. Ở đây á, mình coi cái cảnh mấy bài đáp á, thật là rất là lý tưởng luôn đó các bạn. Ok. Thì mấy ngày nay có rất là nhiều người, người ta đã theo dõi những cái vụ mà tranh chấp nhà cửa đó các bạn. Thì em sao em xin chia sẻ đôi lời về cái kinh nghiệm của em thôi nha. Về cái những cái sự hiểu biết của em thôi, còn có thể là nó có cái sự sâu sắc hơn nữa. Em thì hiểu biết nông cạn cho nên em chỉ kể cho các bạn nghe về những cái chuyện mà em hiểu biết thôi. Thì cách đây vài bữa chắc các bạn cũng đã thấy những cái đoạn video hoặc là trên báo đăng về cái vụ tranh chấp nhà cửa. Thì em có một cái bài báo em xuống muốn xin chia sẻ cho các bạn nha. Đây là dựa theo tờ báo của Thanh Niên. Cho em uống miếng nước nha các bạn, nó khô cổ là nó ho. Nói nhiều quá là nó ho đó các bạn, nó có gió nó vô làm khô thì nó ho dữ lắm. Đây. Cảnh sát Mỹ đến nhà Thúy Nga lúc nửa đêm yêu cầu rời khỏi nơi ở. Đoạn clip cảnh sát Mỹ ập vào nhà Thúy Nga giữa đêm khiến người hâm mộ cô không khỏi lo lắng. Cái này hình như nó đăng ập vào nhà thì cái này nó hơi sai sự thật chút xíu nha các bạn. Tí nữa em sẽ nói cái chuyện này cho các bạn nghe. Nhiều khán giả lo lắng cho nữ diễn viên khi theo dõi đoạn clip này. Mới đây, đoạn clip cảnh sát Mỹ ập vào nhà Thúy Nga giữa đêm yêu cầu rời khỏi nơi ở khiến người hâm mộ cô hoang mang, được biết vụ việc diễn ra hồi cuối tháng 2 vừa qua. Theo một số thông tin, ban đầu nữ diễn viên phải làm việc với phía cảnh sát vì căn nhà cô mua vướng phải tranh chấp pháp lý. Do chưa biết thực hư thế nào nên nhiều người hâm mộ tỏ ra khá lo lắng cho Thúy Nga. Trên trang cá nhân, cách đây vài giờ khi nữ diễn viên đăng tải hình ảnh mới kèm theo dòng trạng thái đang rất buồn, một số khán giả gửi lời động viên đến học trò Minh Nhí.
Cảnh Thúy Nga làm việc với cảnh sát Mỹ được quay lại. Cái này là người anh này là anh tên là Gia đã quay lại cái video clip này. Khi chúng tôi liên lạc với Thúy Nga, nữ diễn viên cho biết hiện tại cô chưa thể tiết lộ về vụ việc. Học trò Minh Nhí cho biết sau khi giải quyết xong xuôi, cô sẽ giải đáp thắc mắc. Một luật sư ở quận Cam, California, Mỹ phân tích trường hợp của cô của Thúy Nga. Nếu Thúy Nga đang sống trong nhà đó, dù có thể là thuê để ở, thì quyền chiếm hữu rất quan trọng, thậm chí hơn cả quyền sở hữu của người chủ căn nhà đó. Lúc đó, không phải ai mặc đồ cảnh sát cũng đến yêu cầu trục xuất mọi người ra khỏi nơi cư trú nếu không có lệnh của tòa án. Cái này là chính xác nha các bạn, nếu không có lệnh là không ai trục xuất hết. Việc ngôi nhà nếu có tranh chấp, người chủ yêu cầu Thúy Nga dọn ra thì cũng không thể báo cảnh sát. Khơ khơ mà đều phải có trác tòa và cảnh sát quận Sheriff Department đó các bạn, là đơn vị thi hành. Vụ việc trong clip diễn ra ban đêm, cảnh sát đến căn nhà nơi Thúy Nga sinh sống mặc đồng phục, không phải đơn vị Sheriff Department. Sorry nha các bạn, đang giữa chừng thì có cái tin nhắn quan trọng em phải trả lời nên tắt. Đây, không phải ai mặc đồ cảnh sát. Vụ việc trong clip diễn ra ban đêm, cảnh sát đến căn nhà nơi Thúy Nga sinh sống mặc đồng phục, không phải sheriff, đơn vị sheriff, mà có thể là cảnh sát thành phố. Ở đây, cảnh sát có thể khuyên ai đó nên ra khỏi nhà vì muốn giữ trật tự, để tránh xảy ra những ồn ào, lộn xộn, ẩu đả, việc này, việc kia, do có người báo hay khiếu nại. Trong trường hợp bị đuổi khỏi nhà lúc đang ở, đơn sự cần yêu cầu xem xét tòa mới thi hành. Đó thì cái này cái tờ báo mà đang nói là đang vô giữa đêm thì hình như là cái khúc mà cái video này là cho thấy đó là hình như trời mới rạng tối thôi các bạn, chứ không phải là giữa đêm đâu. Nên cái khúc này lúc này trời dạng tối xong tranh chấp tới tối luôn. Thì ai ở Mỹ thì cũng biết cảnh sát không có ập vào nhà mình đâu nha các bạn. Không phải thôi không mà ập vào nhà mà đuổi ra đâu. Thì cái luật ở Mỹ đó, khi mà cảnh sát mà vào nhà mình á, nếu như mà muốn vào trong nhà mình luôn á, thì thứ nhất là phải có giấy của tòa án mà họ mới vào bên trong nhà mình được. Còn nếu như mà họ gõ cửa mình không á, mình có quyền không mở cũng không sao cả. Mình gõ cửa hoài mà mình không mở thì họ đi chỗ khác thôi, chứ họ không có quyền vào nhà ha, đuổi mình đi hay gì hết. Khi mà mình ở trong nhà rồi đó mà muốn đuổi mình đi á, thì cái người chủ nhà hay là bất cứ cái gì đó là phải, hay là cái khu mình thuê lại đó, người manager, người quản lý đó phải báo xin giấy tòa, rồi tòa mới đưa sheriff, tức là những người sheriff department đó các bạn, những người mà cũng tương tự như cảnh sát vậy đó, thì đi tới đó họ còn cầm cái giấy tòa đó họ mới đuổi đi ra được. Còn trong cái trường hợp này đó là theo em dự đoán là tại nhiều khi hai bên đang tranh chấp với nhau ồn ào quá thì hàng xóm họ gọi cảnh sát và cảnh sát tới giải quyết thôi. Khi mà chúng ta ở Mỹ đi, thì mà mình ở những cái thành phố mà chẳng hạn như nhiều người Mỹ trắng hay gì đó, thì những người Mỹ trắng á, thí dụ như bây giờ á, mà mình mở nhạc vào ban đêm mà sau 10 giờ thì mình thấy hàng xóm mình thấy ồn quá thì tự động họ gọi cảnh sát. Cảnh sát tới gõ cửa mình kêu mình đừng có ồn quá, tại sau 10 giờ rồi bắt buộc là mình phải tắt nhạc. Đó là ngày bình thường. Còn ngày weekend á, ngày cuối tuần á thì được trễ hơn một tí xíu. Chị muốn miếng nước nha. Cho nên cái sự mà cảnh sát tới trong cái bài báo này, trong cái video clip này quay đó, thì cảnh sát tới đó là giữ trật tự, tức là không có để sự ẩu đá xảy ra thôi, chứ không phải là tới mà đuổi đi hay này này nọ hết nha các bạn, theo em hiểu biết là như vậy. Rồi trong cái đoạn video này đó có một khúc ông cảnh sát ông nói rằng đó. Cái đoạn video mà các bạn có coi ở trên trên mạng nữa, đó là cái đoạn video mà chị Thúy Nga nói chuyện với cảnh sát đó,
là của ông anh của anh Gia Gia này quay lại được nha các bạn. Thì theo theo trong cái đoạn video lúc mà nói chuyện cảnh sát đó, thì em có nghe được cái khúc đó là cảnh sát đó, là không phải họ cấm mình vào nhà đó ở, mà là họ recommend, tức là họ đề nghị mình đừng có nên lên vô đó ở cho đến khi recommend, tức là đề nghị đó các bạn, đề nghị cho đến không đừng có vô đó ở cho đến khi mà gia tòa tranh chấp xong hết, rồi lúc đó mới tính bước kế tiếp, chứ không phải là họ cấm mình vào trong đó ở. Họ chỉ là họ chỉ nói là recommend thôi, recommend tức là họ đề nghị thôi các bạn, chứ không phải là họ, họ giống như những cái người YouTuber hay này nọ nói ập vào bắt đi hay là đuổi ra, thực sự không phải như vậy đâu các bạn. Cho nên nói nhiều quá nó khô quá, nó hò quá. Cho nên có nhiều người ngọ không ở Mỹ đó, họ nghĩ là cảnh sát tới mà đuổi mình ra ngoài, không phải vậy đâu. Những người mà có tới đuổi đó là những người Sheriff Department. Họ có chữ cái mặt đồ đó có chữ sheriff ở trên người của họ, chứ không phải chữ police nha các bạn. Và khi mà đuổi mình đi đó là phải có giấy của tòa án, chứ không phải là mình vô cái họ vô cái tống cổ mình đi thì mình đi được đâu. Phải có cái gì cũng vậy, phải có giấy tòa án. Rồi ở trong cái đoạn video này đó, anh Gia này có nói là cái vụ tranh chấp chủ quyền nhà gì đó, thì cái đó thì mình không có rõ cái nội dung như thế nào, cho nên không có dám nói này nọ. Thì các bạn cứ chờ đi, từ từ cái chuyện này sẽ sáng tỏ thôi. Còn ở Mỹ đó, em xin chia sẻ thêm á, là ở Mỹ khi mà mình đi mua xe nè, mua nhà, hay là bây giờ mình mua xe đi, mình không có đủ điểm credit để mình mượn nợ chiếc xe. Thí dụ chiếc xe này của em đi là 50.000 đô, thì bây giờ em không có đủ cái thẻ tín dụng, cái điểm tín dụng của em không có đủ, thì em nhờ một người bạn đó, bạn nào đó mà thân thiết, thường thường người thân họ mới giúp thôi các bạn, chứ người ngoài ít có khi nào mà giúp mấy cái chuyện này lắm. Thì họ mới co-sign, tức là họ đứng ra để coi như là bảo lãnh cái tài chánh. Thí dụ như bây giờ cái người mà bán xe đi, cái nhà băng đó, họ thấy người này không có đủ điểm, thì họ thấy tại vì cái điểm tín dụng là cái điểm này, cái điểm uy tín của mình, thì coi mình có trả nợ được hay không, đó cái điểm tín dụng đó. Thì cái người này không đủ điểm tín dụng cho nên mới gọi cái người khác ra, người nhà băng mới coi cái người mà co-sign đó coi cái điểm tín dụng tốt hay không, và cái income của người đó cái lương của người đó có đủ trả cho chiếc xe này khi mà em không đủ tiền trả đó, thì cái người này có đủ trả hay không. Thì khi mà cái nhà băng họ coi đó, họ phải xem xét cái điểm trước, rồi họ xem xét luôn cái income của người đó có đủ điều kiện để mà co-sign hay không. Nếu như mà không đủ điều kiện thì chắc chắn là họ cũng không cho mình mượn tiền để mà mua xe đâu các bạn. Đa số những người mà co-sign đó là những người không có đủ điểm tín dụng, không đủ điểm tín dụng thì họ mới cần người khác co-sign thôi các bạn. Thì cách thứ hai đó là mình mua xe mà mình muốn đứng tên, mình không đủ điểm tín dụng thì mình phải down, tức là mình bỏ ra ít nhất 50% cái thủ cái tiền xe. Thí dụ như cái chiếc xe này là 50.000 đi, bây giờ mình bỏ ra chừng 25 cho tới 30.000 thì chắc chắn thì nhà băng họ cho mình mượn thôi, cho mình mượn những cái số tiền còn lại, nhưng mà cái tiền lãi suất nó rất là cao nha các bạn. Thì bây giờ mua nhà cũng vậy đó. Thì bây giờ cái tình trạng mua nhà cũng vậy đó các bạn. Thì khi mà mình đi mua nhà, mình không có đủ điểm tín dụng, mình không có đủ chứng minh income hay là gì đó, thì mình chắc chắn mình sẽ đi nhờ một người nào đó để mà mình mượn đứng tên giùm cho mình, đứng tên mượn nợ. Thì cái người mà đứng tên mượn nợ đó thì họ cũng rất là sợ. Tại sao? Tại vì nếu như mà họ đứng cái tên cái nhà mình mà mình không có tiền trả đó, thì chắc chắn họ phải gánh cái nợ đó thôi. Cái người mà đứng tên co-sign đó chắc chắn là phải phải mang cái nợ đó vào người, là phải trả. Còn nếu như không trả thì nhà băng sẽ câu cái nhà mình đi luôn. Cho nên ai ở Mỹ này đó, khi mà mình nhờ giả những cái gì đó thì mình phải nên cẩn thận, mình giúp mình nên cẩn thận coi có đáng tin cậy hay không. Nhưng mà thường thường á, mà mình nhờ đứng tên nhà hay là co-sign này nọ đó, co-sign để mà mượn nợ đó, thì chắc chắn là phải người thân thiết, quen biết, thân thì họ mới dám làm những cái chuyện đó thôi các bạn. Trời ơi, nói nhiều á, nó bị cái giọng nó bị ấy á các bạn, nó bị bể hết rồi.
Thì cái đó là cái chuyện lùm xùm, thì muốn cho các bạn biết rằng là cái thứ nhất, cảnh sát không có quyền ập vô nhà người khác để mà đuổi người khác đi. Ở Mỹ là không có quyền, trừ khi có giấy tòa. Thì cái trong cái tình trạng này đó, chỗ của chị Nga đó, là hình như là cảnh sát không có tới ập vô nhà mà đuổi ra hay gì hết, mà là hai bên cãi giã nhau, thì hàng xóm gọi điện thoại báo cảnh sát, gọi cảnh sát tới giải quyết, cái tránh đi cái sự ẩu đả thôi các bạn. Thì cho nên có nhiều cái thông tin trên mạng đó, nó sai trái nhiều lắm. Và em có hỏi một người người bạn của em rồi, anh ấy cũng làm về địa ốc rất là lâu năm, thì vài bữa nữa anh rảnh thì sẽ quay một cái đoạn video clip để mà phân tích, để mà giải thích cho mọi người hiểu biết thêm cái khô sai như thế nào, và đứng tên như thế nào, và khi mình mua nhà mình cẩn thận như thế nào. Thì đa số bên Mỹ á, mình mua nhà đó thì theo điều lệ của luật pháp đó, thì bắt buộc mình phải có cái vô tiền trong cái escrow nha các bạn. Vô tiền trong escrow, thì escrow á là một cái công ty đứng giữa người mua và giữa người bán. Thì cái họ giữ cái tiền đó đó để họ chuyển qua cho bên người mua, hoặc là chuyển qua bên từ người mua đó chuyển qua bên trên người bán chẳng hạn. Thì cái đó là cái hợp lệ. Còn nếu như mà mình chuyển mà cái tiền mặt không đó, mà mình chuyển thẳng vô cho người ta đó, chưa chắc gì mình thắng kiện được. Tại vì nhiều khi đó mình không có giấy tờ chứng minh, còn khi mà mình vô escrow á thì mình có giấy, họ hỏi những cái giấy tờ thông tin, những cái chứng minh. Cho nên cái gì cũng vậy, khi mình mua nhà ở Mỹ mình phải nên có một cái escrow, là một cái công ty đứng đại diện cho mình để trả tiền. Thì cái đó là cái quan trọng nhất đó nha các bạn. Thì cái đó là về việc nhà cửa, để chờ vài bữa nữa đi. Em sẽ quay một cái clip cùng với một người chuyên gia về bán nhà cho các bạn hiểu biết thêm. Thì em không phải là chuyên gia, nhưng mà em chỉ dựa theo cái hiểu biết của em thôi. Thì em chỉ cho các bạn biết như vậy thôi, chứ em không phải là chuyên gia bán nhà. Bạn em thì chuyên gia bán nhà nhiều lắm. Thì các bạn cũng biết hôm giờ là chiến tranh ở bên Nga rất là nhiều, và cũng là một số người, nhiều người đã chết. Thì theo cái tờ báo này em đọc được, em muốn chia sẻ thêm về những cái phần bên bên Nga nha các bạn, cho các bạn biết, hiểu biết thêm. Cái tờ báo này là dựa theo tờ báo của người Việt. 20.000 chiến binh từ 52 nước tình nguyện đến Ukraine chống quân Nga. Thì ông tổng thống Zelensky rất là thông minh, đã kêu gọi những người tình nguyện binh sĩ tình nguyện để khắp nơi để mà về hỗ trợ. Thì dựa theo tờ báo này, đã có 20.000 chiến binh từ 52 nước tình nguyện đến Ukraine chống Nga nha các bạn. Em sẽ đọc tiếp. Hôm Chủ nhật 6 tháng 3, ngoài hai hãng thông tấn AP, AP và AFP, các báo lớn như Daily Mail của Anh, New York Post của Mỹ, Time of Israel và The Telegraph của Ấn Độ, cùng các tạp chí như The Nation của Mỹ và The New Age World của Anh, cùng đưa tin có tới 20.000 chiến binh của 52 quốc gia từ Âu Châu và các nước khác trên thế giới đã tình nguyện đến Ukraine. Dân chủ thủ đô Tbilisi của Georgia lắng nghe lời kêu gọi quốc tế cứu giúp Ukraine chống Nga của ông Zelensky, tổng thống Ukraine, ngày 4 tháng 3. Họ tình nguyện để hợp sức với các lực lượng quân sự và người và thường dân Ukraine chiến đấu chống quân xâm lược Nga. Trước đó, hôm thứ Năm 24 tháng 2, ông Putin, tổng thống Nga, đã ra lệnh cho các lực lượng Nga tiến vào đánh chiếm Ukraine nhằm xóa bỏ tư cách một quốc gia độc lập của nước này, để rồi biến Ukraine thành một nước Cộng hòa trong Liên bang Nga như thờ Cộng sản Liên Xô hồi thế kỷ trước. Hôm Chủ nhật, ông Dmytro Kuleba, Ngoại trưởng Ukraine, nói rằng từ nhiều năm qua, cộng đồng thế giới vẫn căm ghét giới lãnh đạo Nga về những hành vi xâm lược các nước láng giềng, tiêu biểu là Georgia và Ukraine, nhưng chẳng ai dám công khai chống đối hoặc đánh trả lại. Vì thế, lần này khi người ta chứng kiến toàn quân và toàn dân Ukraine không chịu bỏ cuộc mà cùng vùng lên chiến đấu chống quân Nga, thì nhiều người lại lấy đó
làm nguồn cảnh cảm hứng và muốn tham gia cuộc kháng chiến hiện nay của Ukraine, nhằm bắt các nhà lãnh đạo Nga phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến tranh xâm lược của họ. Tuy nhiên, vị ngoại trưởng cho rằng điều quan trọng nhất là đất nước và dân tộc Ukraine phải nhận được sự ủng hộ và yểm trợ lâu bền về chính trị, kinh tế và quân sự từ bạn bè bạn quốc tế. Từ bè bạn quốc tế. Ông Kuliba cũng nhấn mạnh rằng mọi người tham gia cuộc chiến đấu chung này đều cần đến sự lãnh đạo và cố vấn của Hoa Kỳ, đặc biệt là trong lĩnh vực phòng không chống các máy bay và hỏa tiễn tầm xa của Nga. Hồi cuối tháng trước, khi Nga mới khởi sự tấn công vào Ukraine, Tổng thống Zelensky của Ukraine đã công khai mời gọi chiến binh ngoại quốc đến nước ông để cùng nhau thành lập một binh đoàn quốc tế, đặng sát cánh chiến đấu với quân đội và dân chúng Ukraine trong sứ mạng đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của Nga. Tin vui giữa giờ tuyệt vọng. Đây quả là một tin vui giữa giờ tuyệt vọng, bởi vì cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine hiện nay là một cuộc đọ sức không cân xứng chút nào giữa đại cường nguyên tử Nga, kẻ sở hữu một kho vũ khí chiến lược và chiến thuật vào hàng lớn nhất thế giới, chống lại một tiểu quốc như Ukraine, nước hiện chỉ có các loại vũ khí lỗi thời vì được sản xuất từ thời chiến tranh lạnh. Cách nay hơn 3 thập niên. Thêm nữa, nỗi tuyệt vọng ở đây là còn do thái độ bình chân như vậy của Hoa Kỳ và Liên Hiệp Âu, Châu, những nước cứ việc đứng ngoài mà dậm chân và la ó, chứ không có ai dám nhảy vào tham gia cuộc chiến để bên đỡ cho Ukraine, chỉ vì họ quá lo sợ quân Nga sử dụng vũ khí nguyên tử, thứ mà cả Mỹ và Âu Châu đều dư sức có. Cho tới nay, Hoa Kỳ và Liên Hiệp Âu Châu chỉ tiến xa hơn chút đỉnh trong sách lược đối phó với Nga bằng cách dùng ngón đòn cấm vận kinh tế, mà thực tế từng cho thấy là chẳng mấy hiệu quả kể từ sau khi ông Putin sắp nhận báo đảo Crimea của Ukraine vào Liên bang Nga hồi năm 2014. Nghĩa cử của hàng ngàn chiến binh từ khắp bốn phương trời, mà đa số là từ các quốc gia Âu Châu, tình nguyện đến Ukraine để đem máu đào của chính mình ra mà bảo vệ nền độc lập và tự do của Ukraine, thật là hào hiệp và cao cả không sao kể. Sorry nha các bạn, cái máy nó nóng quá thì nó lại tắt. Em còn không nhớ hồi nãy em đọc tới đâu nữa. Để em coi coi. À, tới giờ phải đi rồi. Thôi, cái gì em sẽ kết thúc cái clip khi em về tới nha. Bây giờ em phải đi rồi. Nghe nè chị. Hello các bạn. Trời ơi, vừa mở máy rồi nó ho lia lịa rồi. Cái bệnh ho này nó có gió vô cổ em, nó ngứa ngứa là nó ho các bạn. Em thì mới vừa về tới cái khu Anaheim, thì bây giờ lại phải chạy lên phi trường John Wayne. Các bạn thông cảm nha, ngày hôm nay em bận quá, không có ngồi tập trung hết làm cho những cái video clip cho các bạn xem. Thông cảm giùm em nha. Bây giờ là em đang đi ngang qua khu của Disneyland đó các bạn, trên freeway chứ không phải là đi bên ngoài. Và chạy xuống phi trường John Wayne để mà đón anh Đan Trường. Anh Đan Trường anh sẽ diễn một cái show hoa hậu, không biết ngày nào đó em quên rồi. Thì bây giờ em chạy xuống John Wayne để đón anh đây, từ Anaheim chạy xuống. Các bạn thông cảm nha, hồi nãy đó đang đọc những cái thông tin giữa chừng, cái xong rồi bị cái máy nó nóng nó tắt cái xong mở lên định đọc tiếp, rồi xong rồi đó phải chạy vô phi trường Los Angeles để mà đón bạn. Thì đón bạn về tới đây xong rồi tới giờ để đón anh Đan Trường đó. Bây giờ là 11 giờ 4 phút sáng rồi các bạn. Bây giờ phải chạy xuống John Wayne để mà đón anh Đan Trường. Các bạn thông cảm nha, cái clip hôm nay nó không có hoàn hảo cho lắm, thông cảm giùm cho em nha, lâu lâu bị một trận như vậy á mà. Rồi bữa nào em khỏe khỏe em sẽ phân tích lại cho các bạn về cái vụ nhà cửa, và em sẽ mời
một người chuyên gia về nhà cửa để mà lên nói chuyện cho các bạn hiểu biết thêm về cái sở hữu của cái tên nhà và cái khô sai nó như thế nào. Em nói thì cũng được, nhưng mà có một cái là mình cho người chuyên gia đi, thì em sẽ đặt những cái câu hỏi hỏi chuyên gia đó luôn coi như thế nào. Và trong cái trường hợp như vậy đó giống như chị Thúy Nga đó, thì nó sẽ như thế nào thế nào. Thì em có hẹn là hình như là chủ nhật này là sẽ quay một cái clip với lại bạn em, thì các bạn nhớ đón xem nha, thông cảm nha các bạn, hôm nay em bận quá không có thời gian để mà quay chọn cái clip cho các bạn xem. Thì cái đoạn cuối hồi nãy đó đại khái đó là quân quốc tế đã đưa vào khoảng đâu 20.000 binh lính của quốc tế để mà giúp cho Ukraine đánh lại, chống lại cho quân Nga xâm lược đó các bạn. Thôi em xin chấm dứt cái video tại đây nha. Bây giờ em phải lên anh đang trường anh đáp rồi. Giờ em không có kịp giờ để mà ngồi để em đọc thêm cái bài đó nữa. Thì các bạn thông cảm giùm em nha. Bữa khác em sẽ chia sẻ tiếp. Bây giờ em sẽ lên đón anh đang trường đây. Em lo tập trung chạy xe đây nha. Em cảm ơn các bạn nhiều lắm và xin hẹn các bạn trong những video clip kế tiếp nha. Nếu như các yêu thương em, hãy bấm like, bấm share và bình luận cho em biết luôn nha. Nhớ đăng ký để mà ủng hộ em nhé. Bye bye.